Mến chào quý vị, Lan Hương rất vui khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự nóng trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình an ninh thế giới 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố cực sốc khi yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ vì đại dịch coronavirus. Hải quân Mỹ lo ngại trước hành động Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương. Mỹ lên tiếng chỉ trích máy bay quân sự Trung Quốc bay qua Malaysia và Đài Loan. Máy bay chở phó Tổng thống Mỹ bất ngờ gặp sự cố. Hai UAV bị bắn hạ tại căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq. Tiết lộ lý do Nhật Bản tuyên bố bắt giữ thủy thủ Nga. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố cực sốc khi yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ vì đại dịch coronavirus. Người dùng Twitter cuối tuần qua xôn xao hình ảnh được cho là của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc quần ngược từ sau ra trước vì có những nếp gấp kỳ lạ khi phát biểu tại sự kiện vận động gây quỹ của Đảng Cộng Hòa. Mạng Twitter xuất hiện hàng loạt hashtag như quần của Trump hay Trump mặc quần ngược. Cuộc tranh luận đã thu hút cả những người ủng hộ và những người chỉ trích ông Trump. Trong đó, nhà làm phim Devon River, người ủng hộ ông Trump, bác bỏ ý kiến, cho rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng mặc quần ngược. Ông đăng các bức ảnh chụp ông Trump tại sự kiện để chứng minh rằng nghi vấn ông Trump mặc quần ngược không đúng. Theo ông, có thể hiệu ứng video đã gây ra hiểu nhầm. Một số người khác cho rằng việc chủ đề chiếc quần của ông Trump cũng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội, cho thấy những người chỉ trích đang nhớ ông. Ông Trump rời Nhà Trắng hôm 20 tháng 1 sau 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống. Mặc dù đã mãn nhiệm, song ông Trump được tin là vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với Đảng Cộng Hòa. Bài phát biểu hôm 5 tháng 6 của ông đánh dấu bài phát biểu quan trọng thứ hai của ông tại sự kiện của Đảng Cộng Hòa kể từ khi rời Nhà Trắng. Trong bài phát biểu này, ông đề cập đến hàng loạt chủ đề. Ông chỉ trích chuyên gia dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci. Ông ấy đã sai trong hầu hết mọi vấn đề và sai về Vũ Hán và cả phòng thí nghiệm. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc gây ra đại dịch COVID-19 và đề nghị Bắc Kinh phải bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ thiệt hại cho các nước Mỹ và thế giới. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc cuộc điều tra hình sự do Văn phòng Tổng trưởng lý New York tiến hành nhằm vào tập đoàn của gia đình ông là một nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm hạ bệ ông sau nỗ lực luận tội bất thành. Ông Trump nói, đó là một cuộc săn phù thủy dài 5 năm, hết trò lừa bịp này đến trò lừa bịp khác. Họ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến tháng 11 năm 2024. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng một lần nữa khẳng định sẽ giúp Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới. Ông Trump nói, chúng ta sắp có một năm 2022 hoành tráng như chúng ta đã làm vào năm 2020. Tôi đã giành được nhiều phiếu bầu hơn bất cứ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử. Chúng ta đã có một kỳ bầu cử tuyệt vời. Điều tồi tệ đã xảy ra, nhưng chúng ta đã có một cuộc bầu cử tuyệt vời. Tuy không nói rõ ý định tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024, nhưng ông Trump tuyên bố, chúng tôi sẽ sớm lấy lại mọi thứ đã mất trong tương lai. Ở hậu trường, các cố vấn thân cận của ông Trump cho biết ông đang bàn bạc khả năng tái tranh cử. Hải quân Mỹ lo ngại trước hành động Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương. Hiện nay, quân đội Mỹ đánh giá Hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội đa tầng và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân và siêu thanh của Trung Quốc. Một báo cáo mới được công bố gần đây về chiến lược tác chiến thủy quân lục chiến Mỹ đã gọi đích danh Trung Quốc là mối đe dọa lớn duy nhất đối với Hải quân, Tuần Duyên và thủy quân lục chiến Mỹ. Đánh giá trên được đưa ra dựa trên quy mô, phạm vi và độ hiện đại ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. Chiến lược này đã nêu ra một số mối quan ngại cụ thể liên quan đến các động thái của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Chiến lược có đoạn, Trung Quốc đã thực hiện một chiến lược và một cách tiếp cận mang tính xét lại nhằm với mục đích phó cốt lõi của sức mạnh hàng hải Mỹ. Chiến lược này tìm cách làm xói mòn sự quản trị hàng hải quốc tế, khước từ sự tiếp cận đối với các trung tâm hậu cần truyền thông, cản trở tự do trên các biển, kiểm soát việc sử dụng các điểm yết hầu trên biển, răn đe các tương tác của chúng ta trong các tranh chấp khu vực mà thay thế Mỹ là đối tác được ưa thích hơn của các nước trên thế giới.
Chiến lược này nêu ra một điểm quan trọng là Trung Quốc tập trung lực lượng hải quân đông đảo ở Thái Bình Dương, lớn hơn nhiều so với sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc cũng khét tiếng với các tham vọng bành trướng, ảnh hưởng ở nhiều nơi khác như Châu Phi và Trung Đông. Bản báo cáo nói rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và xác nhận những gì Mỹ đã đồng minh coi là các yêu sách bất hợp pháp đối với lãnh thổ tranh chấp trong khu vực. Tài liệu này cũng cho rằng Trung Quốc đang ăn cắp các nguồn tài nguyên từ các nước khác và xây dựng kho tên lửa lớn nhất thế giới, có khả năng đe dọa Mỹ và các lực lượng đồng minh ở Guam và những nơi khác trên khắp Đông Nam Á. Chiến lược tuyên bố, trong khi các lực lượng hải quân Mỹ phân tán toàn cầu, thì các lực lượng Trung Quốc đông hơn lại chủ yếu tập trung ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng đồng thời tài liệu cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có tham vọng bành trướng ở các khu vực như Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và thậm chí là cả Đại Tây Dương. Liên quan đến kho vũ khí của Trung Quốc, chiến lược trên của Mỹ nói rằng trong tác chiến biển, Trung Quốc cho tới nay là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất đối với Mỹ. Báo cáo nhận định, quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng hải quân, đang ở trong giai đoạn mở rộng ồ ạt. Nước này đã triển khai các tàu đổ bộ tấn công kiểu 075, tàu khu trục tàng hình kiểu 055 và các tàu sân bay đa nhiệm mới, giống với tàu Love Frog của Mỹ. Trung Quốc được cho là đang chế tạo một biến thể tiêm kích cơ tàng hình J-31 thế hệ 5, có thể phóng từ tàu sân bay như một đối thủ của các chiến đấu cơ F-35B hoặc F-35C của Mỹ. Dưới biển, Trung Quốc tiếp tục chế tạo tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới lớp Jin sẽ được sớm trang bị tên lửa hạt nhân JL-3, có khả năng phóng xa tới 4.000 hải lý để đạt tới mục tiêu. Chiến lược trên kêu gọi Hải quân Mỹ hãy hành động một cách khẩn cấp. Chiến lược tuyên bố, các hành động hung hăng của Trung Quốc đang phá hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, trong khi năng lực quân sự gia tăng của nước này đang làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ ở một tốc độ báo động. Quân chủng hải quân phải hành động một cách khẩn cấp, rành mạch và có tầm nhìn, thực hiện các bước đi mạnh mẽ cần thiết để đảo ngược các xu hướng đó. Mỹ lên tiếng chỉ trích máy bay quân sự Trung Quốc bay qua Malaysia và Đài Loan. Trong tuần qua, 16 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay qua vùng biển ngoài khơi Borneo, hòn đảo có một bang của Malaysia, khiến không quân Malaysia phải điều máy bay phản ứng. Tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Kenneth Wishback cho biết, các hoạt động này và số lượng gia tăng các cuộc xâm nhập của máy bay Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan đã bổ sung vào danh sách các hoạt động gây bất ổn và cũng như các hoạt động leo thang của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc và cho biết máy bay xuất hiện ngoài khơi đảo Borneo trên Biển Đông là đang được huấn luyện định kỳ và không đi vào không phận lãnh thổ của Malaysia. Bắc Kinh phớt lờ phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016 khi tuyên bố yêu sách trái phép của nước này đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Phương Tây gần đây lo ngại rằng việc quân đội Trung Quốc gia tăng sức mạnh có thể dẫn đến nỗ lực sử dụng vũ lực với Đài Loan. Trong những tháng gần đây, tốc độ các chuyến bay của Trung Quốc qua eo biển đã tăng lên đáng kể. Máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ gặp sự cố. Chuyên cơ không lực 2 phải quay đầu không lâu sau khi cất cánh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Phó Tổng thống Harris. Jamal Sanders, phát ngôn viên của Phó Tổng thống Harris cho biết hôm 6 tháng 6, sự cố kỹ thuật với máy bay chở Phó Tổng thống Kamala Harris buộc chúng tôi quay về căn cứ Liên hợp Andrew. Bà sẽ đổi máy bay và tiếp tục hành trình, không có lo ngại nào đáng kể về an toàn. Harris giơ ngón tay cái với các phóng viên sau khi rời chuyên cơ không lực 2 để đổi máy bay. Bà nói, tôi vẫn ổn, tất cả đều cầu nguyện một chút, nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Một phóng viên trên máy bay cho biết đã nghe thấy tiếng động bất thường từ càng đáp khi chuyên cơ cất cánh, thêm rằng cú hạ cánh diễn ra hoàn toàn bình thường. Không quân Mỹ chưa công bố nguyên nhân dẫn tới trục trặc. Sự cố xảy ra trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Harris kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1. Bà sẽ đến Guatemala và Mexico thảo luận về phát triển kinh tế, khí hậu, an ninh lương thực và vấn đề phụ nữ. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang tìm cách giải quyết nguồn gốc tình trạng di cư trong khu vực, một trong những vấn đề gai góc nhất với Nhà Trắng. Hai UAV bị bắn hạ tại căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq. Quân đội Iraq cho biết ngày 6 tháng 6, hai máy bay không người lái đã bị bắn rơi tại một căn cứ không quân của nước này, nơi có các binh sĩ Mỹ
và binh sĩ của liên quân đồn trú. Theo tuyên bố của quân đội Iraq, hệ thống phòng không tại căn cứ không quân Al-Asad, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất và lâu đời nhất ở Iraq, đã đánh chặn và bắn hạ các máy bay không người lái nói trên. Trước đó vài giờ đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào trung tâm hỗ trợ ngoại giao Baghdad, nơi hoạt động của nhiều nhân viên ngoại giao và tình báo ở thủ đô Baghdad. Phát ngôn viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu Rainey Marotto cho biết trên Twitter. Ông Rainey Marotto cho biết thêm, tên lửa đã rơi xuống gần trung tâm này, không gây thương vong hoặc thiệt hại. Vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Theo ông Rainey Marotto, mục đích của các cuộc tấn công là nhằm chống lại chính phủ Iraq, khu vực người Kurd tại Iraq và liên minh do Mỹ dẫn đầu, làm suy yếu các thể chế, pháp quyền và chủ quyền của Iraq. Vẫn chưa rõ đối tượng nào đã sử dụng những máy bay không người lái nói trên hay ai đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa tại BDSC. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang xem xét rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Iraq. Chỉ duy trì nhân sự là nhiệm vụ cố vấn, hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố. Tiết lộ lý do Nhật Bản tuyên bố bắt giữ thủy thủ Nga. Ngày 7 tháng 6, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã bắt giữ một thành viên thủy thủ đoàn người Nga liên quan tới vụ va chạm làm 3 ngư dân địa phương thiệt mạng và 2 người khác bị thương hồi cuối tháng 5. Một nữ phát ngôn viên của văn phòng bảo vệ bờ biển Monbetsu ở Hokkaido cho hay, một thành viên thủy thủ Nga đã được đưa đến Nhật Bản khi các quan chức tiến hành điều tra vụ va chạm và hiện đã chính thức bị bắt giữ. Bà thông báo với AFP rằng, chúng tôi đã bắt giữ một thuyền phó thứ 3 của Nga, 38 tuổi, với cáo buộc gây ra cái chết bởi sự sơ suất nghề nghiệp. Vụ va chạm mạnh giữa tàu cá Daihachi Hakumaru 9,7 tấn của Nhật Bản và tàu Armor trọng tải 662 tấn của Nga xảy ra vào ngày 28 tháng 5 ngoài khơi đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản. Vụ tai nạn khiến chiếc tàu cá bị lật úp và 3 thuyền viên Nhật Bản thiệt mạng. 2 người may mắn sống sót, trong đó có một người bị thương nhẹ. Thời điểm đó, tàu Armor của Nga với 23 thành viên thủy thủ đoàn đang vận chuyển hải sản từ Sakhalin thuộc Viễn Đông Nga tới Mombasa. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu Armor đã đưa toàn bộ 5 thủy thủ Nhật Bản vào bờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dẫn lời thủy thủ đoàn Hokkomaru 8 cho biết họ không thể di chuyển tàu cá trước khi xảy ra vụ va chạm do đang bắt cua bằng dây thừng. Bên cạnh đó, sương mù dày đặc cũng được cho là đã làm giảm tầm nhìn của các thủy thủ hai bên dẫn đến sự cố trên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích với quý vị, đừng quên hãy chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng với tin tức 24 giờ TV. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo.